Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Cảm ơn quý vị đã vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, ở tại bang California có một nhà tù dành cho nữ tù nhân duy nhất ở cách Oakland khoảng đâu hơn nửa tiếng lái xe thưa quý vị, thành phố gọi là Dublin. Tuy nhiên bây giờ đó, cơ quan liên bang vào sáng ngày hôm nay tuyên bố họ phải chính thức đóng cửa cái nhà tù này sau một loạt những cái lời tố cáo của tù nhân họ bị quấy rối tình dục, tấn công tình dục kéo dài nhiều năm trời mà bây giờ dẫn đến một cái vụ kiện khác nữa. Thì đây là nhà tù Federal Correctional Institution ở Dublin thưa quý vị. Dublin thì cách Auckland hơn 35 phút lái xe. Có sức chứa là 650 tù nhân. Đây là nhà tù dành cho nữ tù nhân duy nhất. Nhưng mà cái mức độ an ninh của nhà tù này đó thì là ở low level. Tại vì những nữ tù nhân này họ phạm những cái tội không phải là giết người mà thường những cái tội liên quan đến kinh tế rồi vặt vãnh thôi. Bởi vì cái mức độ mà low level như vậy cho nên nhà tù này đã nhiều năm qua khi mà những người nổi tiếng họ say rượu, lái xe hay là phạm những cái tội kinh tế đó thưa quý vị, chẳng hạn đây là bà diễn viên Lori Loughlin trong cái vụ mà phụ huynh của giới giàu có đi hối lộ các quan chức của những cái trường Ivy League đó, thì có hai nữ diễn viên đã bị kết án tù và họ đều đi đến đây để mà thụ án, cho thấy là cái nhà tù này đó có thể là đối xử rất là dễ dàng với những nữ tù nhân. Tuy nhiên đây là trường hợp của những người giàu có nổi tiếng thôi thì mới không bị đụng vào, nhưng mà những người bình thường đó thì suốt nhiều năm trời đó có những cái lời phàn nàn từ các tù nhân nữ là họ bị cai tù, là tất cả cai tù ở trong đó là đàn ông thưa quý vị, họ bị quấy rối tình dục, rồi sau đó đó nếu như họ không chịu mà nghe theo lời đó là bị đe dọa vân vân, rồi sau đó là có những người bị cưỡng hiếp nữa, mà họ nói là khi mà họ khiếu nại lên cái cấp trên của nhà tù đó thì thường nó không đi đến đâu cả. Phía nhà tù không giải quyết bởi vì họ bao che cho nhau. Chỉ đến khi những nữ tù nhân mà họ sau này họ hết án, họ được thả ra ngoài đó, họ đi tìm cơ quan FBI, họ tố cáo là họ bị chính cái ông Warden là cái người mà giữ cái chức cao nhất coi nguyên cái nhà tù đó cưỡng hiếp thôi quý vị, thì lúc đó phía FBI mới mở cái cuộc điều tra. Thì đây là Ray Garcia, ông này đó ổng bị những nữ tù nhân tố cáo là dung túng cho những cấp dưới, tại vì bản thân ổng cũng y chang như vậy, cưỡng hiếp các nữ tù, rồi những người mà thí dụ mà bị ổng đe dọa rồi ổng hối lộ vân vân thì ổng nói là nếu như mà nghe theo lời ổng thì ổng sẽ giúp cho giống như là những cái bản án sẽ được giảm nhanh xuống, thay vì còn 1 năm thì ở chỉ còn có 8 tháng chẳng hạn như vậy. Và ổng rất là khôn, những khi mà ổng cưỡng hiếp những nữ tù nhân hay là quan hệ tình dục cưỡng ép họ thì dắt đến những cái góc mà ổng biết là nhà tù không có gắn camera, cho nên là cái cuộc điều tra của FBI mất một thời gian rất là lâu, nhưng mà sau này họ cũng có những cái bằng chứng từ chính cái cell phone của ổng, thì cuối cùng ổng đã bị án tù đến 7 năm. Nhưng mà sau khi mà FBI điều tra thì họ phát hiện thêm tổng cộng thêm 5 người nữa là nhân viên ở trong nhà tù cũng có những hành vi y chang, là bởi vì được cái sự dung túng của cái tay này. Thì bây giờ phía cơ quan Bureau of Prisons thưa quý vị, họ cho biết là mặc dù chính phủ liên bang trước những cái vụ này đó họ cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền và tìm mọi cách từ cái lúc mà thuê mướn nhân viên rồi huấn luyện họ, nhưng mà cuối cùng họ cũng không thay đổi được những cái hành vi sai trái và cái văn hóa lạm dụng những tù nhân từ các nhân viên cai tù, cho nên bây giờ họ buộc phải đóng cửa cái nhà tù này. Thì
Phía cơ quan liên bang cho biết tất cả nhân viên cai tù vẫn được giữ công việc, sẽ chuyển họ đi những cái nhà tù khác. Nhưng mà bây giờ đó, một số các tổ chức nhân quyền thì họ nói là cái chuyện này nó lại giống như là gây bất tiện, khó khăn cho những nữ tù nhân. Tại vì bây giờ cái nhà tù nữ duy nhất bị đóng cửa thì phải chuyển họ đi những cái nơi xa hơn, thì nó sẽ gây khó khăn rồi tốn kém cho cái việc gia đình thăm nuôi. Mà các luật sư về nhân quyền thì họ nói cái chuyện này không phải là lỗi của nữ tù nhân, mà bây giờ tù nhân lại là người phải chịu ảnh hưởng cái chuyện này. Vào tháng 8 năm ngoái thì một cái đơn kiện do những nữ tù nhân đã bị cưỡng hiếp, thưa quý vị, mà cái ông Ray Garcia và 5 người khác bị kết án, bây giờ họ đã nộp một cái đơn kiện chính thức yêu cầu tiền đền bù từ phía cơ quan liên bang. Hiện chưa biết đưa những cái tù nhân đi đâu, và như vậy thì có những nhà tù họ vừa giam giữ phụ nữ và đàn ông. Nhà tù này còn bị mang tiếng là Club Rape, thưa quý vị, hội hoặc là câu lạc bộ hiếp dâm. Và mọi người đang chờ đợi khi nào thì Do Thái sẽ trả đũa vụ mà Iran đã tấn công vào hôm thứ Bảy vừa qua. 300 hỏa tiễn và máy bay không người lái cảm tử. Thế nhưng 99% các hỏa tiễn này và máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn từ trên không. Không có chiếc nào nó rơi xuống cả cái vùng đất, ngoại trừ có một mảng mảnh đạn, mà mảnh đạn này đó là từ hỏa tiễn chống không của Do Thái bắn lên, rơi vào một em bé 9 tuổi khiến em bị thương nặng, hiện nay vẫn còn nằm trong bệnh viện. Đây là các loại hỏa tiễn của Iran, đặt trên đất Iran, đặt trên vùng đất của Iraq, của Syria, của Lebanon. Sáng ngày hôm nay, ông Bộ trưởng về An ninh của Iran, ông Amuel, tuyên bố: chúng tôi sẵn sàng đáp trả nếu như Do Thái chọn lựa cái con đường tấn công Iran một lần nữa. Chúng ta cũng nghe bên phía Iran tuyên bố đó, họ đã hoàn thành cái việc trả đũa. Bởi vì sao? Đây là hành động mà họ nói rằng đáp trả việc mà bất ngờ Do Thái tấn công vào Syria, thủ đô Damascus của Syria, và gây thiệt hại cho tòa lãnh sự và một số các nhân viên ngoại giao cùng 2 tướng lãnh, có 6 người Iran bị chết. Nhưng mà những cái vụ mà tấn công của Iran vào Do Thái vừa rồi đó không gây thiệt mạng hoặc là thương tích gì cho bất cứ người Do Thái nào cả. Nhưng mà đối với phía Iran, họ xem đó là hành động đã trả đũa rồi và hoàn tất, chấm hết. Phía Iran tuyên bố, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là trả đũa Do Thái để trả thù cho những người mà Do Thái tấn công gây thiệt mạng. Thế nhưng, nếu mà Do Thái chọn con đường tiếp tục tấn công Iran một lần nữa đó, mà có thể Do Thái sẽ làm, thì ông Bộ trưởng An ninh của Iran ngày hôm nay tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng sử dụng loại vũ khí chưa từng sử dụng. Thế nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi là ông muốn nói tới loại vũ khí gì, thì ông này ông không trả lời. Ông nói cái chuyện đó là chuyện bí mật quốc gia, vấn đề an ninh chúng tôi không trả lời. Liệu rằng có phải là vũ khí hạt nhân, hoặc là Iran đang chế tạo một những cái đầu đạn ghê gớm hơn, không phải là vũ khí hạt nhân, nhưng mà những cái loại vũ khí có sức tàn phá đại quy mô. Nếu như hành động đó được thực hiện, thì chắc chắn theo các chuyên gia sẽ châm ngòi bùng nổ lớn, thưa quý vị. Thì từ ngày hôm qua khi mà Do Thái nói rằng chúng tôi sẽ đáp trả đó, thì Liên Hợp Quốc họp nhiều quốc gia bao gồm cả các đồng minh của Hoa Kỳ và Do Thái tuyên bố tự chế. Thậm chí có những cái nguồn tin nói rằng trong đó giới chức lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ đã khuyến cáo với Do Thái, nói rằng nếu Do Thái muốn đáp trả Iran, hành động đó các anh tự động làm một mình, chúng tôi không can thiệp vào. Hoa Kỳ ngay từ đầu đó đã muốn đứng giữa. Hoa Kỳ, chúng ta còn nhớ đó, những cái vụ mà tấn công vào các tàu thuyền ở cái vùng Red Sea, biển đỏ đó, do cái nhóm Houthi. Nhóm Houthi là do Iran hậu thuẫn ở quốc gia Yemen thuộc Ả Rập đó. Thì họ đã tấn công và Hoa Kỳ cũng đã tấn công, nhưng mà sau đó thực sự Hoa Kỳ cũng tự chế. Họ chỉ nhắm một số các địa điểm, chứ họ không muốn thực hiện
một cái cuộc chiến tranh toàn bộ để tiêu diệt bọn Houthi. Bởi vì sẽ kéo dài cái cuộc chiến và sẽ gây khó khăn cả cái vùng xung đột. Họ không muốn giá dầu tăng, không muốn ảnh hưởng. Và chính Ả Rập Saudi chỉ muốn Hoa Kỳ thực hiện cái vai trò bảo vệ. Trong đó có các tàu của Anh, của châu Âu đi qua các vùng biển này để mang dầu tới trong vùng Bắc Âu. Chính vì thế, và thưa quý vị, ngày hôm nay mọi người đều trông đợi là không biết được khi nào thì Do Thái tấn công và liệu Do Thái có tấn công hay không. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo.